Chào mừng các bạn quay lại với audiobook The Magic Phép Màu của tác giả Jonda Bainer do Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch qua giọng đọc của Minh Diễm. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. 8 ngày qua, chắc hẳn nếu các bạn đã thực hành đầy đủ hành trình, chắc chắn các bạn đã thấm đẫm lòng biết ơn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng thực hành ngày 9. Nam châm tiền bạc. Chỉ có lòng biết ơn mới khiến cuộc sống trở nên giàu có. Dietrich Bonhoeffer, sinh năm 1906, mất năm 1945, là một linh mục Cơ Đốc giáo. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Đó chính là nguyên tắc vàng trong cuộc sống. Bất kể là trong sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm hay tiền bạc, càng biết ơn, bạn sẽ càng có nhiều tiền. Thậm chí, nếu lúc đầu bạn chỉ có rất ít tiền, thì dần dần tiền bạc cũng sẽ gia tăng. Và càng phàn nàn về tiền bạc thì bạn sẽ càng thiếu thốn. Phương pháp nhiệm màu hôm nay là biến đổi một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất của con người về tiền bạc thành một hành động thể hiện lòng biết ơn. Điều này sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi và cải thiện vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ thay thế những lời phàn nàn vốn khiến bạn nghèo đi bằng lòng biết ơn, thứ sẽ khiến bạn giàu có. Phần lớn mọi người không nghĩ rằng mình phàn nàn về tiền bạc, nhưng nếu họ thiếu tiền, nghĩa là họ đã phàn nàn mà không nhận ra. Phàn nàn diễn ra trong tâm trí cũng như trong lời nói của con người, và phần lớn mọi người không nhận thức được suy nghĩ của mình. Bởi ý nghĩ phàn nàn tiêu cực, ghen tị hay lo lắng nào về tiền bạc cũng sẽ dẫn đến sự nghèo khổ. Và tất nhiên, lời phàn nàn phổ biến nhất là khi họ phải chi tiền. Nếu bạn không có đủ tiền thì việc thanh toán các hóa đơn có thể là một trong những điều khó khăn nhất. Dường như lúc nào số tiền phải chi ra cũng nhiều hơn so với số tiền thu vào. Nhưng phàn nàn về các hóa đơn nghĩa là phàn nàn về tiền. Sự phàn nàn sẽ khiến bạn mãi túng thiếu. Nếu không đủ tiền, thông thường bạn sẽ chẳng thể nào cảm thấy được biết ơn vì các hóa đơn được. Nhưng đó chính xác là điều bạn buộc phải làm để nhận được nhiều tiền hơn. Để có cuộc sống đủ đầy, bạn phải cảm thấy biết ơn mọi thứ có liên quan đến tiền bạc. Và việc khó chịu vì các hóa đơn là không thể hiện sự biết ơn. Bạn phải làm điều ngược lại, biết ơn những hàng hóa và dịch vụ mình nhận được từ những người xuất hóa đơn. Điều này rất đơn giản, nhưng nó rất hiệu quả lớn về vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm hút tiền bạc thực sự. Để biết ơn một hóa đơn, hãy nghĩ đến những lợi ích mà bạn nhận được từ dịch vụ hay sản phẩm ấy. Nếu đó là hóa đơn tiền thuê nhà hay là tiền thuê chấp, hãy cảm ơn vì bạn có một căn nhà và bạn đang sống trong đó. Nếu như trong thế giới không có dịch vụ cho thuê và không có căn nhà nào để bạn thuê thì sao? Nếu như cách duy nhất để có một căn nhà là dùng tất cả tiền để dành và trả toàn bộ tiền mặt thì sao? Thì phần lớn chúng ta sẽ sống lang thang trên đường phố. Vậy nên hãy biết ơn dịch vụ cho thuê nhà hay chủ nhà của bạn, bởi vì họ đã giúp bạn có một ngôi nhà hay một căn hộ để ở. Nếu họ trả hóa đơn tiền ga hay tiền điện, hãy nghĩ về hơi ấm hay luồng gió mát mà bạn nhận được, về vòi nước nóng, về tất cả những thiết bị khác bạn có thể sử dụng nhờ vào dịch vụ này. Nếu bạn trả tiền điện thoại hay là internet, hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ khó khăn đến thế nào nếu bạn phải đi rất xa để nói chuyện với nhau. Nghĩ về những lần bạn có thể gọi điện cho người thân hay bạn bè, có thể gửi và nhận email hoặc truy cập thông tin tức qua internet. Nhờ vào những nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các dịch vụ tuyệt vời này đều có sẵn để phục vụ bạn. Vậy nên hãy biết ơn và biết ơn rằng những công ty ấy đã tin tưởng bạn và cung cấp dịch vụ trước khi bạn trả tiền. Từ khi khám phá ra sức mạnh phi thường của lòng biết ơn, tôi đã viết từ nhiệm màu: cảm ơn đã thanh toán. Trên mọi hóa đơn của mình chi trả và chưa bao giờ bỏ sót lần nào. Lúc đầu, khi còn chưa có tiền để trả hóa đơn, tôi vẫn sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn bằng cách viết lên trên hóa đơn như sau: cảm ơn vì số tiền. Sau đó, khi có tiền để trả, tôi viết lên: cảm ơn đã thanh toán. Hôm nay, bạn hãy làm giống như vậy, lấy ra một hóa đơn chưa thanh toán và thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên trên dòng chữ đó: cảm ơn vì số tiền, và cảm nhận được sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn đó, bất kể bạn đang có mặt thật sự hay là không.
nếu bạn và thanh toán hóa đơn chủ yếu dựa trên Internet, thì khi nhận được hóa đơn điện tử, hãy gửi chúng cho mình và viết ở dòng tiêu đề bằng dòng chữ in đậm như sau: cảm ơn vì số tiền. Sau đó, tìm 10 hóa đơn bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từng nhiệm màu: cảm ơn đã thanh toán. Và khi viết lên mỗi tờ hóa đơn, hãy cảm nhận lòng biết ơn nhiều nhất có thể vì bạn đã có tiền để thanh toán. Càng có nhiều lòng biết ơn và những hóa đơn đã thanh toán, bạn sẽ càng thu hút tiền bạc đến với mình. Từ hôm nay trở về đi, hãy biến điều này trở thành hành động thường xuyên. Mỗi khi thanh toán hóa đơn, hãy nghĩ nhanh về những dịch vụ tuyệt vời mà bạn nhận được từ hóa đơn ấy và viết lên hóa đơn kỳ diệu: cảm ơn đã thanh toán. Và nếu bạn không có tiền để trả, hãy dùng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn và viết: cảm ơn vì số tiền. Và cảm nhận như thế, bạn có một số tiền để thanh toán hóa đơn, cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn đã chi trả giúp bạn nhận được lại nhiều hơn. Lòng biết ơn giống như một sợi chỉ vàng mang theo lực hút và nó luôn gắn với tiền bạc. Vì thế, khi trả tiền thì tiền sẽ luôn quay về với bạn. Đôi khi bằng số tiền đã chi ra, đôi khi gấp 10 lần, đôi khi gấp 100 lần. Sự đủ đầy mà bạn nhận được không tùy thuộc vào số tiền bạn cho đi, mà tùy thuộc vào lòng biết ơn bạn cho đi. Bạn có thể biết ơn nhiều đến mức mỗi khi trả một hóa đơn trị giá 50 đô la, bạn có thể nhận lại hàng trăm đô la. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 9, nam châm tiền bạc. 1. Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiệm màu số 1. Cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều phước lành, viết ra lý do tại sao cảm thấy biết ơn, đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với mọi điều đó. 2. Lấy ra hóa đơn chưa thanh toán và thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên đó dòng chữ cảm ơn vì số tiền. Cảm nhận sự biết ơn vì mình đã có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể bạn có thật sự có tiền hay không. 3. Lấy 10 hóa đơn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từ nhiệm màu: cảm ơn đã thanh toán. Cảm thấy thật sự biết ơn vì bạn đã có tiền để thanh toán. 4. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu: cảm ơn vì những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm nay.